Creaty là một hãng luôn biết cách làm ra những sản phẩm với chất lượng cực kỳ ấn tượng trong suốt những năm làm âm thanh của mình, từ những dòng sao cạc gắn trong lẫn gắn ngoài cho đến những hệ thống loa 2.0, 2.1 hay là 5.1, cạnh tranh rất sòng phẳng với những tên tuổi lớn và nổi tiếng như là Logitech trong mảng âm thanh cá nhân. Vì một số lý do mà trước đây các sản phẩm của Creaty nổi tiếng tại thị trường Việt Nam và được biết đến nhiều chủ yếu là sao cạc gắn trong, còn các sản phẩm loa để bàn của hãng thì lại không được nhiều người dùng ở Việt Nam biết tới. Có lẽ là chỉ có anh em nào từng chơi loa vi tính cách đây 9-10 năm thì mới biết tới những huyền thoại như là T40 Series 1 hay là Gigawatt T3 của Creaty. Mãi tới gần đây thì mới có nhà phân phối tại Việt Nam bắt đầu đưa về khá là đầy đủ những dòng loa cũng như sao cạc của Creaty. Và ngay sau khi có hàng tại Việt Nam thì mình cũng đã hỏi mượn được ngay một cặp loa mà cho tới tận bây giờ, dù không phải là mới được ra mắt, nhưng vẫn là một trong những cặp loa vi tính tầm trung được đánh giá cao nhất trên thị trường. Và đó cũng chính là sản phẩm mà mình sẽ trên tay và giới thiệu tới tất cả các bạn ngày hôm nay. Đây là chiếc Creaty T4 Wireless, bộ loa 2.1 để bàn, bản nâng cấp của huyền thoại Gigawatt T3. Anh em nào muốn tham khảo về giá và nơi bán thì mình có để link ở dưới phần description cho mọi người dễ tham khảo. Còn giờ không để mọi người phải đợi lâu nữa, xin mời đến ngay với phần review ngay sau đây. Creaty T4 là dạng loa 2.1 cho nên là sẽ có hai loa vệ tinh rời và một cục súp. Mình cũng lưu ý luôn á, vì thấy trên mạng có khá nhiều anh em bị nhầm lẫn bởi tên gọi có chữ wireless của cặp loa này. Dù đúng là loa có hỗ trợ kết nối không dây, nhưng là kết nối từ loa tới thiết bị bên ngoài, còn hai loa vệ tinh kết nối với cục súp á thì vẫn phải cắm dây. Phụ kiện đi kèm loa thì gồm có hai sợi dây nguồn số 8 dài 1.5m, một sợi dây nối từ RCA ra 3.5mm, sợi này dài 2m, một chiếc remote hồng ngoại và một cục điều khiển. Chút nữa mình sẽ nói rõ hơn về cục điều khiển này sau. Về tổng thể kích thước thì đối với mình đây là một bộ loa khá là gọn gàng. Hai loa vệ tinh có hình dạng khối lập phương, được đỡ trên một chân đế bằng kim loại sơn màu đen. Nước sơn theo mình là khá là đẹp và cao cấp. Phía sau trụ đỡ có cả rãnh để mà đi dây nữa nha. Nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng không thực sự hữu dụng cho lắm. Mặt trước và hai mặt bên của loa vệ tinh thì được bọc một lớp lưới mỏng, có thể nhìn thấy được màn loa ở bên trong luôn. Đây các bạn có thể thấy. Hai mặt trên dưới thì được ốp hai miếng mình không rõ là nhựa hay là kim loại nữa, nhưng mà được đánh bóng giống như là gương luôn á. Mới nhìn thì mình còn tưởng là kính nữa, nhưng mà nhược điểm của cái miếng ốp này á là rất dễ là bám bụi và khá là dễ trầy khi mà lau chùi nhiều. Đối với mình thì thiết kế này của loa vệ tinh trông có vẻ không được hiện đại cho lắm. Theo mình á thì thay vì bọc lưới mặt trước và vòng sang cả hai mặt bên á thì Creaty có thể ốp luôn cho hai mặt bên hai miếng chất liệu bóng giống như là mặt trên á thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Loa súp thì như các bạn thấy cũng khá là gọn gàng, không quá cồng kềnh, với kích thước chỉ là khoảng 215x235x290mm thôi. Nếu như anh em nào có biết hoặc từng chơi qua dòng Gigawatt T3 thì có thể thấy là Creaty đã bê nguyên thiết kế cục súp của T3 lên dòng T4 Wireless. Nhìn mặt trước và hai mặt bên gần như là không có gì khác biệt so với cục súp của T3 hết. Súp của T4 Wireless là dạng slam súp độc quyền của Creaty, với thiết kế có 3 củ loa bass ở bên trong một module kín, với kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn có thể cho ra một lượng bass cực khủng, tốc độ đáp ứng nhanh và không bị hiện tượng vang hay ù như các cục súp truyền thống. Toàn bộ kết nối chính của loa thì đều nằm ở mặt sau của cục súp. Một điểm cộng ở đây đó là T4 Wireless được trang bị khá là đầy đủ các kết nối phổ biến hiện nay như là cắm dây analog 3.5mm, kết nối hiệu số qua ngõ optical hay còn gọi là cổng quang, và dĩ nhiên là hỗ trợ cả kết nối không dây Bluetooth, hỗ trợ codec IPTX. Bên cạnh đó thì khu vực kết nối đằng sau còn có một cổng USB Type-B để sửa chữa hay là cập nhật firmware, một cổng kết nối với bộ điều khiển và một núm vặn để chỉnh volume cho cục súp. Điều khiển từ xa của loa thì theo mình thấy là nó cũng không có gì đặc biệt, đáp ứng vừa đủ các chức năng tắt mở loa, chuyển đổi nguồn phát và điều khiển nhạc. Bộ điều khiển trung tâm của T4 thì được làm dạng hình tròn và kết nối trực tiếp với loa súp bằng một cọng dây rất là to và dài. Cái này thì dài chắc khoảng 2m á. Bộ điều khiển này dùng để điều khiển volume của cả dàn loa và chuyển đổi giữa các nguồn phát trên loa, đồng thời cũng là hub để nhận tín hiệu hồng ngoại từ remote cũng như là để kích hoạt kết nối Bluetooth. Như các bạn có thể thấy là ở phía mặt trên bộ điều khiển còn có logo NFC, nghĩa là những bạn đang sử dụng điện thoại và hỗ trợ NFC chỉ cần chạm vào khu vực này là máy sẽ tự động kích hoạt kết nối Bluetooth và kết nối với loa. Còn với những thiết bị không có NFC muốn kết nối Bluetooth thì có thể nhấn giữ Bluetooth trên bộ điều khiển để kích hoạt chế độ pairing của loa. Ngoài ra thì trên bộ điều khiển còn có ngõ cắm headphone và ngõ line in để cắm thêm nguồn phát bên ngoài. Có một điều khá đáng tiếc là Creaty T4 Wireless lại không hỗ trợ kết nối cùng lúc và tự chuyển qua lại các nguồn phát có dây và không dây. Người dùng phải tự chuyển đổi thủ công giữa các nguồn phát với nhau. Nhờ sử dụng công nghệ slam súp vô cùng nổi tiếng tương tự như trên chiếc T3 thì Creaty T4 Wireless có thể nói là một trong những dàn loa 2.1 cho giải bass ấn tượng nhất ở thời điểm hiện tại trong phân khúc tầm trung. Bass của T4 phải nói là cực kỳ mạnh, cực kỳ đã xuống rất sâu và đặc biệt là không hề bị ù, rền hay là bể tiếng cho dù ở mức âm lượng lớn.
cực kỳ thích hợp với những anh em nào yêu thích các thể loại phim hành động mà có cháy nổ nhiều nè, thích nghe những thể loại nhạc yêu cầu bass nhiều chắc và phải tạo được độ rung như là EDM, house, trance hay là vintage vân vân. Với các thể loại nhạc nhẹ nhàng hơn như là pop, rock ballad hay là acoustic thì mình thường giảm bass một chút so với mức mặc định khoảng 50% để giải bass không quá lớn át giọng ca sĩ và nhạc cụ. Bên cạnh đó, cho dù nghe nhạc ở mức âm lượng nhỏ thì bass vẫn tạo được cảm giác chắc và rõ rệt chứ không bị chìm hẳn đi như những dàn iGo 3 hoặc là lùng bùng như là Logitech G560. Vì loa có thể chỉnh được lượng bass cho nên mọi người có thể chủ động tăng giảm để phù hợp với gu nghe nhạc hoặc kích thước phong sao cho bass đánh gọn nhất và không bị quá lớn át các dải còn lại. Giải mid và treble của T4 Wireless cho dù không nổi bật như giải bass nhưng theo mình là vẫn luôn thể hiện khá là tốt. Chất âm vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của Creative với giải mid có độ chi tiết vừa phải nè, giọng ca sĩ trong và hơi lùi một chút, cùng với đó là giải treble khá là mượt mà và lung linh, không quá gắt, giúp cho cảm giác tiếng sáng và chi tiết hơn, không gian âm nhạc cũng rộng rãi hơn. Có thể nói ấn tượng nhất của mình với cặp loa này đó là khi nghe bài Hotel California của Eagle. Khúc dạo đầu với tiếng bass đánh mạnh và sâu tạo cảm giác rung mà mình có thể cảm nhận được luôn các bạn. Và các bạn cứ thử tưởng tượng giống như là nghe nhạc mà ai vỗ vào ngực mình á. Cùng với đó là tiếng guitar, tiếng rít trên dây đàn nghe rất là rõ nhưng lại không bị cảm giác chói tai như là khi nghe tai nghe. Nói chung là rất là phê và dễ chịu. Để tổng kết lại thì mình có thể nói Creative T4 Wireless là một dàn loa 2.1 khá là tuyệt vời, phù hợp để setup cho góc PC lẫn không gian giải trí gia đình nhờ kích thước nhỏ gọn và độ dài của dây nối khá là thoải mái. Nếu để nói riêng về giải bass á, thì mình có thể khẳng định luôn là hiện tại T4 chưa có đối thủ trong khúc loa 2.1 tầm trung ở thời điểm hiện tại. Nếu là một basshead chính hiệu á, thì chắc chắn anh em không thể bỏ qua mẫu loa này. Rồi, và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cho mình một like nếu như thấy video nào hay. Và cũng đừng quên subscribe để ủng hộ tụi mình ra thêm nhiều video hơn nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.